các bạn, mình tên là Anh Thư, mình học lớp 1B trường tiểu học A Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng mình đẩy lùi virus corona bằng cách rửa tay nhé. Nào, chúng ta cùng rửa tay nào. Chắc chắn ta nên quyết tâm từ xa để dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng rửa tay xoa 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 đều, đừng nên